Thưa quý vị, những ngày này, nhiều quán cà phê trên địa bàn thành phố trang trí lồng đèn, đầu lân, đèn ông sao mini để thu hút giới trẻ. Nhịp sống hiện đại khiến Tết Trung Thu ngày nay có nhiều thay đổi so với trước kia. Nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm đến các hoạt động mới mẻ hơn, hiện đại hơn, nhưng không làm mất đi cái cốt lõi giá trị vốn có. Thay vì chọn mẫu trang trí đèn, đồ chơi Trung Thu bán sẵn trên phố, nhiều bạn trẻ thích tự làm riêng cho mình. Ngày hôm nay là con rất là vui. Con tới đây là kiểu như là con muốn được thiết kế, tự mình sáng tạo ra mấy cái chiếc lồng đèn mà theo ý muốn của mình mà không phải dựa vào những cái mẫu trên mạng. Nên là trong đây là con có thể thả hồn vô để con tô, con nhắn. Rất là vui, với lại là con được gặp mấy bạn ở ngoài nên với lại là con đi chung với các bạn trong lớp con nên là rất là vui. Đây là hoạt động làm lồng đèn Trung Thu do quán cà phê Trình phối hợp với chợ phiên Gác Ba Ga tổ chức. Ngoài hoạt động làm đèn, các bạn trẻ còn được trải nghiệm tô tượng, trekking cùng chị Hằng chú Cụi, thưởng thức những món ăn đặc sản mùa thu và mua sắm những món đồ xinh xắn tại gian hàng xanh. Mình nghĩ thì Trung Thu ngày xưa với ngày nay thì đều có một đặc điểm chung, đấy là mọi người sẽ mang đến không khí rất là tươi vui, đoàn viên, ấm áp. Tuy nhiên là ngày xưa thì mình cũng có rất là nhiều cái nét đẹp mà mình có thể gìn giữ đến tận ngày nay. Khi mà tổ chức cái phiên chợ thì tụi mình mong muốn kết nối giữa những người trẻ, những người lớn và những bạn nhỏ để cùng hòa chung vào một cái không khí Trung Thu và ý nghĩa. Mình có thể trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống cũng như là những cái đặc điểm về cái vẻ đẹp của Trung Thu ở hiện đại. Chợ phiên hôm nay là chợ phiên Trung Thu với mong muốn là lưu giữ những hoạt động Trung Thu cho tất cả mọi người, lưu giữ những nét Trung Thu xưa và nay. Chúc mọi người một mùa Trung Thu an lành, ấm đoàn viên bên gia đình, có một cái Tết đoàn viên siêu vui. Nằm một góc phiên chợ, không gian check-in lúc nào cũng được lượt khách. Trình cà phê tạo nên khung cảnh Trung Thu với những chiếc lồng đèn lấp lánh, kết hợp với các vật dụng bằng tre, nứa, mang đậm nét cổ truyền, hơi hướng xưa nhưng vẫn không mất đi tính hiện đại. Ý nghĩa thực thụ của Trung Thu nằm ở hai chữ đoàn viên, một dịp để ta quay quần cùng gia đình hay một khoảng thời gian chất lượng bên nhóm bạn thân thiết. Trung Thu vì thế vẫn xung vầy và hạnh phúc như ngày xưa. Chỉ có điều, chúng ta tận hưởng Trung Thu bên những cười trang quý theo một cách hoàn toàn khác, mới mẻ hơn, hiện đại hơn, phù hợp hơn.